Chào mừng bạn đã đến với kênh podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Henry David Thoreau từng nói, một cuốn sách nên chứa những khám phá thuần khiết nhất, nhưng năng lực của sách còn kỳ diệu hơn thế. Sau đây là 10 quyển sách tinh túy mà Trạm Đọc Gì muốn dành tặng cho các bạn. Những cuốn sách này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thế giới thực chất có hình dạng như thế nào. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Cuốn sách đầu tiên mà Trạm muốn giới thiệu là The Invisible Gorilla của Christopher Jabris và Daniel Simons. Bạn không thể thấy được mọi thứ, kể cả những thứ bạn cho rằng mình đã từng thấy chúng. Qua những kinh nghiệm thực tiễn của mình, Jabris và Simon đã chỉ ra rằng vì ta thường hướng chú ý vào những điểm mù, ta không thể thấy được những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Kinh nghiệm này chứa đựng những hàm ý rất sâu xa và thiết yếu. Chúng ta có thể để nhỡ mất thông tin hữu ích hay thất bại trong việc liên kết thông tin, kết nối mọi thứ. Nhưng một điều may mắn đó là có một số cách sẽ giúp chúng ta cải thiện được trực giác và khả năng quan sát. Tư duy như một kẻ lập dị của bộ đôi Steven Levitt và Steven Dubner là điều tinh túy thứ hai mà Trạm Đọc Gì giới thiệu tới các bạn. Để giải quyết vấn đề, bạn cần phải sẵn sàng thay đổi cách suy nghĩ. Điều này đòi hỏi bạn phải thay đổi cách nhìn nhận thế giới trên một vài phương diện. Một trong số đó là tư duy như một đứa trẻ. Học cách nói rằng bạn không biết và học cách cải thiện hành vi nhờ vào những lời khích lệ. Những lời khuyên mà cuốn sách đưa ra có vẻ như phản trực quan bởi vì chúng hình thành dựa trên việc quan sát các mốc xích sự kiện một cách không rõ ràng. Khi bạn học cách suy nghĩ như một kẻ lập dị, bạn sẽ nhìn thấy những kết nối không rõ ràng ở khắp mọi nơi. Cuốn sách Phi lý trí của tác giả Dan Ariely mang đến một góc nhìn vô cùng mới lạ và độc đáo về cách con người nhìn nhận cuộc sống, cũng chính là cuốn sách tiếp theo chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn. Mọi người thường cho rằng họ luôn hành động theo lý trí, nhưng Dan Ariely đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp điều này không đúng. Chúng ta đưa ra quyết định không chỉ dựa trên lý trí mà còn dựa trên những nhìn nhận phi lý. Lỗi lầm ta mắc phải thường rất đơn giản và có thể đoán được. Điều này có nghĩa là hiểu nhiều về chúng sẽ giúp tạo ra những luật lệ và động lực khuyến khích ta cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, ta có thể tìm hiểu cách thức ta đưa ra quyết định và tìm biện pháp cải thiện chúng bằng cách trải nghiệm hóa cuộc sống của mình. Cuốn sách thứ tư được viết bởi Leonard Mlodinow với nhan đề Khôn ngoan không lại với rời. Chúng ta thường nghĩ rằng là những chuyện đang diễn ra với ta là kết quả của nền giáo dục, các kỹ năng và những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng ta thường nhìn thấy các dấu hiệu sự việc, nhưng thực tế lại không có gì. Và nghĩ rằng là bản thân có thể nhìn thấy căn nguyên vấn đề, nhưng thực tế thì chúng xảy ra chỉ do ngẫu nhiên. Để thấy rõ được tính ngẫu nhiên quả thực là điều rất khó. Không phải vì hiếm khi nó xảy ra, mà vì bộ não của chúng ta có xu hướng muốn nhìn nhận các sự việc theo thứ tự, tương quan và nhân quả. Tuy nhiên, vai trò của cơ hội và tính ngẫu nhiên trong cuộc sống lớn hơn nhiều so với những giá trị mà chúng ta thấy. Cuốn sách thứ 5, How Should We Live Great Ideas from the Past của tác giả Roman Krznarek sẽ hướng chúng ta tìm về những giá trị của lịch sử trong việc cải thiện cuộc sống hiện tại. Chúng ta thường được dạy rằng chúng ta học cách sống từ những sự kiện trong quá khứ, nhưng cách dạy này hiếm khi được truyền tải một cách cụ thể và điều đó làm cho ta khó thấm được ý nghĩa thực sự ẩn sau mỗi bài học lịch sử. Với những ví dụ rõ ràng về những ý tưởng, quan điểm ở thời quá khứ trong một số lĩnh vực như tình yêu, công việc, đối mặt với cái chết, nuôi dạy con và du lịch. Rõ ràng, lịch sử là nguồn tư liệu quý báu giúp ta cải thiện cuộc sống. Món quà thứ 6 là cuốn sách The Patient Will See You Now của tác giả Eric Topol. Nhiều tiện ích đang đe dọa ngành y tế và bạn có thể hưởng lợi từ việc đó. Một trong những thay đổi lớn nhất chính là việc bạn có thể kiểm soát thông tin đơn thuốc từ chính chiếc smartphone của bạn. Được trang bị những thông tin này, bạn sẽ có những quyết định tốt hơn để kiểm soát và cải thiện sức khỏe của mình. Các bác sĩ buộc phải luôn cập nhật kiến thức và các cải tiến mới, nếu không bệnh nhân sẽ không gõ cửa phòng khám của họ. Bác sĩ sẽ không còn là người khám và chữa bệnh cho bạn, chính bạn là người làm việc đó. Bạn có tin rằng chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể tạo nên những thay đổi lớn đến ngạc nhiên? Và bạn đã bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ ấy hay chưa? Nếu chưa, hãy đến ngay với cuốn sách Microtrends của tác giả Mark Penn để cùng khám phá xem những chi tiết nhỏ bé sẽ có tác động đáng kinh ngạc như thế nào nhé. Những thứ được gọi là xu hướng sẽ hiếm khi được nhìn thấy ở góc độ cá nhân, bởi vì mỗi cá nhân tiếp cận với thế giới này bằng những lý tưởng và nhận thức hạn hẹp của chính họ. Những nơi chúng ta đã đi và những người chúng ta biết sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ. Nhưng vì có quá nhiều thay đổi trong xã hội đang bắt đầu xảy ra, từng chút một, ta không nhận ra điều đó, chỉ cho đến khi xu hướng đó bùng nổ và biến mất. Bằng cách nhận biết những xu hướng nhỏ,
microtrend này, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cách thức xã hội thay đổi và cách dự đoán những xu hướng nhỏ nào sẽ trở thành những thay đổi lớn trong xã hội. Cuốn sách thứ 8 mà Trạm muốn giới thiệu tới các bạn là cuốn Dữ liệu lớn, cuộc cách mạng thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và suy nghĩ của hai tác giả là Victor Mayer Schoenberger và Kenneth Cookier. Giờ đây, với khả năng thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu, chúng ta có thể nhìn thế giới theo những góc độ mới mẻ và thú vị. Những dữ liệu này sẽ cho chúng ta thấy mối quan hệ của những thứ tưởng chừng như không hề liên quan với nhau, giúp xác định sự kết nối chỉ là mối tương quan hay là mối quan hệ nhân quả, và thậm chí cho phép chúng ta dự đoán các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai theo cách ta chưa bao giờ làm được trước đây. Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu những vật dụng trong nhà mình đã được phát minh như thế nào hay chưa? Và liệu có điều gì đặc biệt trong quá trình chế tạo những vật dụng tưởng chừng như là rất bình thường ấy hay không? Nếu có, thì cuốn sách How We Got To Now của Steven Johnson mà Trạm giới thiệu ngay bây giờ có thể sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời. Chúng ta có hiểu biết rất sâu về lịch sử, đặc biệt là lịch sử của các phát minh. Nhưng những phát minh này hiếm khi xảy ra một cách có chủ ý. Thông thường, chúng phát sinh như là kết quả của các móc xích kết nối tình cờ ngẫu nhiên. Những đổi mới trong một lĩnh vực của cuộc sống có thể gây ra những thay đổi mà dường như hoàn toàn không liên quan. Những thứ thân thuộc nhất trong cuộc sống của chúng ta, như kính, đồng hồ và điều hòa, không những được phát minh trong những hoàn cảnh đáng ngạc nhiên mà còn dẫn đến những thay đổi to lớn trên toàn cầu. Cuốn sách cuối cùng mà Trạm muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay là cuốn The Knowledge Web của James Burke. Trường học có thể khiến chúng ta nghĩ rằng các môn học trên trường luôn riêng biệt và không có mối quan hệ nào giữa chúng, nhưng sự thực thì hoàn toàn không phải vậy. Thực tế, bạn có thể lựa chọn địa điểm, con người hay bất cứ sự kiện nào để kết nối chúng lại với nhau, bởi vì tất cả những thứ đó đều tồn tại và có thể được kết nối trong một không gian và thời gian thực. Internet đẩy mạnh quá trình này nhanh hơn bao giờ hết. Nhìn thấy những câu chuyện trong quá khứ liên quan tới hiện tại, bạn có thể thấy rằng bạn cũng đang được kết nối với những con người, những địa điểm và những sự kiện khác. Bạn là một phần của mạng lưới kiến thức. Sức sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề đều được móc xích với nhau. Điều này vô cùng quan trọng, giúp cho việc định hướng, thực hành và nhận biết về thành kiến trong mỗi chúng ta, để từ đó tìm cách điều khiển được chúng. The Knowledge Web cũng là cuốn sách cuối cùng trong danh sách 10 cuốn sách giúp bạn thay đổi nhân sinh quan mà Trạm muốn giới thiệu trong ngày hôm nay. Mỗi cuốn sách trong danh sách này sẽ cung cấp những kiến thức và các ví dụ để giúp cải thiện khả năng kết nối của bạn. Bạn càng kết nối được nhiều, bạn càng nắm được nhiều kiến thức. Và như James Burke đã nói, khi một phần kiến thức của bạn đủ lớn để thay đổi, thì cách bạn nhìn nhận thế giới cũng thay đổi. Vậy các bạn đã nhắm được cuốn sách nào trong 10 cuốn trên hay chưa? Hãy để lại bình luận cho chúng mình cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của Trạm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!